Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam ngày càng bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Theo thông tin từ RFA ngày 2 tháng 8, Việt Nam ngày càng siết chặt các quyền tự do cơ bản của người dân. Và đây là hình bài viết trên RFA. Theo đó, RFA cho biết, chỉ trong một tháng, các ban ngành nhà nước đã đề xuất 3 quy định bị phê phán có dấu hiệu vi phạm các quyền tự do cơ bản. Đề xuất đầu tiên mà Bộ Thông tin Truyền thông đưa ra quy định rằng chỉ các tài khoản mạng xã hội có đăng ký với bộ này mới được livestream và tham gia các dịch vụ có phát sinh doanh thu, nếu vi phạm sẽ phải gỡ trong vòng 3 giờ. Thứ hai, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề xuất biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ Internet nhằm xử lý nhanh vi phạm trên không gian mạng. Bộ này giải thích rằng chỉ nhằm để xử lý nhanh các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ Internet để cung cấp nội dung mà bộ này cho là chống phá đảng và nhà nước trên môi trường mạng, nhất là sử dụng dịch vụ livestream trên mạng xã hội. Thứ ba, vào chiều ngày 28 tháng 7, một tướng ngành quân đội cho rằng vừa qua mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh mặc quân phục, đeo súng giả. Theo ông, cần ban hành quy định cụ thể để xử lý các trường hợp này, không thể để các hình đó trên mạng xã hội ảnh hưởng đến nhận thức của giới trẻ. Luật sư Đặng Đình Mạnh nhận định với RFA rằng, mọi sự hạn chế bằng cách trừng phạt người dân thực hành quyền tự do ngôn luận đều vi phạm hiến pháp, kể cả vi phạm Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà chính quyền Việt Nam đã từng ký kết từ năm 1976 và có nghĩa vụ phải tôn trọng nó. Ở Việt Nam hiện nay, quả thật có tình trạng bóp nghẹt dần quyền tự do ngôn luận của người dân, cho dù đó đã là một quyền hiến định trong nước và là một quyền mang tính chất phổ quát trên thế giới. Về phương diện xã hội, các đề xuất livestream phải xin phép, ngắt Internet nếu người dùng vi phạm hay phạt người mặc quần áo rằn ri, càng cho thấy mức độ gia tăng đàn áp các quyền tự do của người dân, kể cả can thiệp vào một cách rất khôi hài vào thời trang ăn mặc của người dân. Luật sư Mạnh cũng cho rằng, những đề xuất như vậy bộc lộ rõ sự hạn chế và là mặt trái của các quan chức được giao phó quyền hạn từ đảng mà không được bầu cử từ người dân. Do đó, các đề xuất không xuất phát từ quyền lợi người dân mà xuất phát từ yêu cầu củng cố quyền lực của đảng bằng cách ngăn cấm mọi quyền tự do cơ bản của người dân. Thế nên, việc các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế phê phán về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là hoàn toàn chính xác và không oan uổng chút nào. Và đây là hình chính quyền xử phạt cửa hàng bán đồ rằn ri. Còn theo luật sư Nguyễn Văn Đài, ông cho rằng các đề xuất nêu trên cho thấy tư duy làm luật của các quan chức chính phủ Việt Nam là rất kém và không có hiểu biết như thế nào là quyền con người trong hiến pháp. Theo luật sư Đại, nếu quy định này được áp dụng, người dân nếu muốn cũng sẽ tìm cách lách luật được. Ví dụ, thay vì livestream trực tiếp, họ sẽ thu video sẵn rồi phát lại. Dù có trễ hơn phát trực tiếp một vài tiếng, nhưng tác dụng thì vẫn tương đương. Hoặc người dùng khi bị từ chối cung cấp dịch vụ Internet, họ có thể dùng chung Internet với một chủ tài khoản khác. Điều này khá dễ dàng ở Việt Nam. Cô Minh Trang, một thạc sĩ chuyên ngành quyền và thực hành quyền nhận xét rằng, đề xuất yêu cầu người livestream phải xin phép hay không cho người vi phạm sử dụng Internet gây ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận của người dân trên cả không gian mạng lẫn trong đời sống thực tế. Theo cô Trang, việc yêu cầu các nhà mạng từ chối cung cấp hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, các dịch vụ khác đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ để đăng tải thông tin vi phạm pháp luật, không chỉ vi phạm đến nhóm quyền dân sự chính trị mà còn ảnh hưởng đến nhóm quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Bởi vì không gian mạng là nơi để mọi người thảo luận, tiếp cận thông tin, học tập và thực hiện các hoạt động giao thương buôn bán. Không thể kết nối Internet đồng nghĩa với việc các quyền khác đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin
Việt Nam ngày càng bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Một Facebooker tại Sài Gòn bị an ninh đưa về đồn tra khảo. Theo AFA ngày 2 tháng 8 cho biết, một Facebooker tại Sài Gòn thường đưa tin chỉ trích chế độ, bị an ninh đưa về đồn đánh đập. Và đây là hình AFA đưa tin. Theo đó, Facebooker Lê Xuân Diệu sống tại Sài Gòn bị công an đưa về đồn đánh đập và tra khảo trong 2 ngày liên tục về các bài viết chỉ trích chế độ trên trang cá nhân. Một người thân của ông Diệu, người này không đồng ý đưa tên tuổi công khai, cho hay các sĩ quan thuộc cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh áp giải ông về đồn để hỏi về hai tài khoản Facebook là Diệu Lê và Dẹo Lu được cho là của ông. Người này nói rằng lý do ông Diệu bị công an đưa lên trụ sở của cơ quan an ninh điều tra thành phố vào sáng ngày 31 tháng 7 là bởi vì ông Diệu đã từ chối đến đồn công an sau 3 lần triệu tập để làm việc về các bài viết trên mạng xã hội Facebook. Bốn công an ập vào nhà và áp giải ông đi ngay mà không có lệnh bắt. Công an không có khám xét nhà ông, người này nói. Trong ngày đầu tiên, ông Diệu bị giữ tại đồn công an cả ngày và chỉ được về nhà vào chiều tối muộn với thân hình tiều tụy và khuôn mặt có nhiều vết bầm tím. Kết quả khám bệnh và chụp phim cho thấy ông bị đa chấn thương phần mềm và rạn xương sườn số 4. Trong suốt quá trình tra khảo về các bài viết trên Facebook trong ngày 31 tháng 7, cứ mỗi 30 phút, ông Diệu lại bị 7 đến 8 công an xông vào đánh, người thân nói. Đến ngày thứ hai, ông Diệu cũng bị buộc lên đồn làm việc với nội dung tương tự. Tuy nhiên, ông không còn bị đánh như trong ngày đầu nữa. Ông chỉ được về nhà vào chiều muộn, phía công an không đưa ra thêm cuộc hẹn nào. Hiện điện thoại, các tài khoản mạng xã hội và các tài khoản ngân hàng của ông đã bị an ninh kiểm soát, AFA cho biết. Người thân cho biết hiện giờ ông Diệu đau toàn thân, phải nằm ở nhà để dưỡng thương. Giới hoạt động tại Sài Gòn nói, ông Diệu là một trong số những người tích cực thuộc giới bất đồng chính kiến ở Sài Gòn. Ông từng tham gia một số cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông. Trên Facebook, ông Diệu Lê và Dẹo Lu có nhiều bài viết chỉ trích chế độ về các vấn đề như vi phạm nhân quyền, tham nhũng, mang tính hệ thống, quản lý kinh tế yếu kém, ô nhiễm môi trường ở khắp nơi và chủ quyền bị vi phạm ở Biển Đông. Và đây là hình ông Lê Xuân Diệu. Nhiều lãnh đạo, trong đó có cả Hồ Chí Minh, người sáng lập ra chế độ, cũng bị ám chỉ trong nhiều bài viết. Cũng vào thời gian này, ngày 31 tháng 7, ba nhà hoạt động người Khmer, Danh Minh Quang ở Sóc Trăng, cùng Thạch Cương và Tô Hoàng Chương ở Trà Vinh bị bắt vì cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ vì các hoạt động đòi quyền của người bản địa. Từ đầu tháng 7 đến nay, lực lượng an ninh Việt Nam tăng cường đàn áp trực tuyến. Hai nhà hoạt động Phan Tất Thành và Dương Tuấn Ngọc mới đây bị bắt và bị khởi tố với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước sau nhiều ngày bị công an tra khảo. Ông Thành được cho là cựu admin của trang nhật ký yêu nước, còn ông Ngọc có nhiều bài viết và video chỉ trích chế độ và lãnh tụ Hồ Chí Minh trên Facebook và YouTube. AFA thống kê cho biết, từ đầu năm tới nay, ít nhất 12 người đã bị bắt và khởi tố và 7 người đã bị kết án tù từ 5 năm đến 8 năm tù giam vì một trong hai tội danh trên, theo thống kê của AFA. Việt Nam được nhắc đến trong báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, được công bố vào sáng ngày 20 tháng 3 năm 2023 là một nhà nước độc tài. Báo cáo này cũng nói thêm rằng, các nhà hoạt động cho biết, cán bộ công an đã hành hung, tra tấn các tù nhân chính trị để lấy lời khai hoặc buộc họ phải nhận tội. Các nhóm giám sát nhân quyền cũng đưa ra nhiều báo cáo về việc
công an dùng vũ lực trong khi thi hành công vụ và các điều tra viên, bị cáo buộc tra tấn những người bị giam giữ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Một Facebooker tại Sài Gòn bị an ninh đưa về đồn tra khảo. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.